Dạ, lần đầu tiên thì Cường xin chúc sức khỏe cô chú anh chị theo dõi kênh Cường Calamen. Thì hôm nay Cường cũng là ngày chủ nhật, cũng trở lại qua Trà Vinh thăm phim trường của Hồng Quê 84. Thì hôm nay thì cũng có kênh ẩm thực miền Tây sẽ qua thi đấu Hồng Quê 84 ngang bà cô chú. Thì đây là một cái màn thi đấu là kịch tính. Thì sau khi Hồng Quê cũng đã làm kênh cũng khoảng tầm một vài tháng đi, thì Cường cũng mới có dịp qua. Thì sau khi ông bà cô chú có xem cái video này thì cũng nhớ đăng ký kênh ủng hộ Hồng Quê 84 để cho Hồng Quê 84 cũng có những cái động lực làm cái những cái video món ăn nhân giả miền Tây. Thì dưới hình ảnh mình ở đây là cũng là một cái phim trường của Hồng Quê 84 trong quá trình mà anh cũng nấu ăn và có những hình ảnh gợi nhớ lại cái cảnh quê xưa. Thì bây giờ Cường mời ông bà cô chú đồng hành cùng em và theo dõi cái video này nhé. Bún nước lèo heo quay đó anh ba. Bây giờ hôm nay mấy anh em mình lên giao lưu với Hồng Quê 84 ha. Hồng Quê 84, bây giờ Hồng Quê 84 cử anh này ra thi ở với anh ba hả sao anh? Dạ, anh đang ở Úc. Anh tên gì? Dạ, tên Úc. Tên Úc hả? Dạ. Coi như anh Úc, anh ba ơi, anh Úc hơi bự con hơn anh. Hôm nay có tem của anh Sơn Râu là tem ẩm thực nhỏ, ẩm thực đồng quê. Có dịp đi ngang cầu kè rồi mình có mời vô kênh phim trường của mình chơi nha cả nhà. Giờ mình ra mình đón anh Sơn cả nhà ơi. Rồi, chào anh Sơn. Chào anh. Dạ. Chào anh Di. Hồi sớm á, nghe anh mời lại đây chơi, mấy anh em của em cũng rất là vui. Dạ. Mà coi như là lần đầu tiên tụi em lên cầu kè quay clip. Dạ. Mà được anh đón là rất là vui. Trời ơi, anh tới đây là một niềm vinh hạnh hân hoan tụi em chào đón. Đó, rất là mừng. Cảm ơn Sơn. Anh em là tụi em vui, đây có anh em của em. Dạ. Anh Quy, anh đi sau rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn cả tay bên Sơn rất là nhiều ạ. Dạ, thôi giờ mời anh vô uống nha miếng nước rồi vô dùng với em miếng nha. Rồi. Dạ, dạ. Đi sáng giờ cũng quay sáng giờ anh Sơn? Quay đi sớm quay em tới nay là phải đi tranh thủ. Đi là một khi mình đi làm gì đó mình phải đi tranh thủ, mình vô mình quay clip là mình phải đi sớm tranh thủ quay. Trong tại vì em một ngày nhiều khi em đang ba clip. Dạ. Yeah. Nó ra một ngày em phải quay ba clip, là anh em cũng phải chia ra làm. Nói chung là cũng cực lắm anh, nhưng mà nói chung là thứ nhất là sự đam mê, thứ hai là cũng là cô của anh em chung luôn. Dạ. Yeah. Hôm nay anh Sơn coi như là ghé ở đây là mình rất là vui nha cả nhà. Rất là cảm ơn anh Sơn, cảm ơn cả tay anh Sơn. Nói chung mình vui quá, mình không biết nói sao cả nhà. Giờ mình cảm ơn hoài nó cũng vậy, nhưng mà thật tình chân thành gửi lời cảm ơn đến anh Sơn và tay của anh Sơn rất là nhiều. Ở đây thì Hồng Quê 84. Yeah. Thì anh em của Sơn thì được cô bác chị bạn thương. Yeah. Sơn cũng rất mong được cô bác chị bạn và ủng hộ Hồng Quê 84 luôn. Thì anh Duy đây hạnh rất là vui vẻ, rất là nhiệt tình. Dạ. Hôm nay hân hoan chào nhỏ ẩm thực đồng quê và kênh Sơn Râu, đúng không anh? Dạ. Rồi bây giờ anh em mình uống nước rồi, giờ thôi giờ mời cho bên tay mình một người, bên em một người, cái mình thi ăn thử cái anh Sơn. Dạ. Vậy là giờ mời cho anh ba hay là ai thi anh Sơn? Anh ba đi. Dạ, giờ chẳng mời anh ba móc nha. Anh ba móc cả nhà. Rồi, vậy là giờ mời cả nhà vô để coi cuộc thi của anh ba móc và của một người trong tay mình nha cả nhà. Rồi, mời cả nhà. Khoan khoan nữa. Anh thôi giới thiệu xong rồi anh cứ kêu đếm mày mới đếm nha. Ừ. Từ. Ê, hôm nay anh ba. Dạ. Cái món sở trường này anh ba. Dạ. Bún nước lèo heo quay đó anh ba. Dạ. Bây giờ hôm nay mấy anh em mình lên giao lưu với Hồng Quê 84 ha. Dạ. Hồng Quê 84, bây giờ Hồng Quê 84 cử anh này ra thi ở với anh ba hả sao anh? Dạ, đang ở Úc. Anh tên gì? Dạ, tên Úc. Tên Úc hả? Dạ. Coi như là anh Úc, anh ba ơi, anh Úc hơi bự con hơn anh. Dạ, 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 dạ. Rồi sao anh Úc bây giờ mà quá tay. Bây giờ anh ba ơi, em nói anh thế này, bây giờ cởi mình để coi như là mình đã sang cấp, bây giờ anh dám chấp không? Dám luôn đó. Chấp em. Tại vì em nghĩ anh Úc anh không từng ăn nhiều, đúng rồi. Không từng ăn nhanh. Hôm nay anh chấp ha. Chấp một tô ha. Chấp một tô. Rồi, ok. Tại sao được anh Úc? Dạ được. Ok. Bây giờ hai anh em thế này, mỗi người ba tô và bốn tô với lại một người một dĩa heo quay, ha. Anh đi ơi. Dạ. Bây giờ anh làm trong tay mà em ha. Rồi em làm trong tay.
Rồi anh chuẩn bị, anh đếm đếm đi. Dạ rồi, giờ hai người chuẩn bị nha. Chuẩn bị chưa? Rồi chưa anh Ba? Rồi. Rồi chú. Rồi. Rồi chuẩn bị đếm nha. 1 2 3. Hết nó hết cái luôn anh Úc. Hết nó hết cái luôn nha. À, hết một cái quay luôn nha. Một khi mình thi là tất cả đồ ăn là mình phải cho hoàn tất luôn. Đúng rồi. Hết nước hết cái, hết dĩa hay quay nha. Trừ khi ăn không nổi thì giơ cờ. Ăn không nổi được quyền giơ cờ. Thì cái này thì mình cũng không có ép, khi một khi ăn không nổi là có quyền giơ cờ liền. Dạ. Cố là đúng rồi, cố là anh Ba là đúng. Sáng sớm là mấy anh em mình đi lên huyện Cầu Kè thi rồi. Anh Ba thi anh Quy. Dạ. Thì cũng làm xương xương hết, mỗi một người làm 6 tô hủ tiếu. Chắc là làm thêm 3 tô bún nước lèo và một dĩa heo quay nữa. Cha. Cố là đúng rồi, nhanh là đúng rồi, nhanh. 4 tô này, 4 tô cho chẳng 10 tô. Nhanh, rồi. Nhanh. Thì 6 với 4. Cộng thêm một dĩa heo quay nữa. Anh Ba chờ, anh Ba chấp một tô mà anh Ba cũng phải nhường chút xíu anh Ba. Anh Ba anh quen à, cái tật anh là chất phát. Một khi vô thi là anh chơi hết mình. Hết mình luôn thiệt. Mình hôm nay là coi như là cái kênh của anh Sơn là cái kênh mà mình theo dõi mấy năm nay nha cả nhà. Hôm nay mình được gặp mặt cả Tem anh Sơn, gặp được anh Sơn ngoài đời luôn, mình rất là vui cả nhà ơi. Đây là cái niềm hãnh diện của cái Tem Hùng Quê 84 của mình nha cả nhà. Cả nhà thương và ủng hộ kênh Hùng Quê 84 cả nhà ơi. Còn kênh Sơn thì ba kênh thì chắc cả nhà đã quen, đã biết hết rồi. Kênh anh Sơn hiện tại rất là lớn, rất là rộng rãi nha cả nhà. Nói chung là nói rộng rãi thì em xin nói với anh, nói chung là mình anh em một hướng đam mê. Yeah. Thì nói chung là mình cùng nhau làm cái chương trình giải trí này. Yeah. Cùng nhau nắm tay đi. Yeah. Lên chứ mình rất thích là những anh em giao lưu như thế này. Yeah. Mình là một cái kênh mình mới vừa làm mà có anh Sơn để mà ghé thăm mình nữa, đó là một cái tự nhiên một đặc ân luôn đó cả nhà ơi, chứ không phải chơi đâu nha cả nhà. Mình rất là vui. Hiện giờ cứ cảm ơn hoài cũng không vậy, cũng vậy rồi. Đúng rồi. Mình mang ơn anh rất là nhiều luôn nha cả nhà. Anh Sơn Gông. À, mình thấy sợ ảnh khó cả nhà, không mà không ngờ mình gặp được, mình mời ảnh một cái ảnh rất là thân thiện, rất là gần gũi cả nhà ơi, chứ không phải như những kênh lớn khác đâu nghe cả nhà. Đó là một cái điểm đầu tiên mình gặp mà mình cảm thấy là mình rất là yêu mến ảnh, yêu mến cái Tem của ảnh rất là nhiều. Mấy anh em trong Tem hôm nay cũng qua đủ hết trơn, chút xíu nữa đây mình sẽ cùng với mấy anh em trong Tem Minh Sơn để mình ăn uống nói chuyện rồi chơi nha cả nhà ơi. Cố lên em ơi, nhanh thật heo nó kệ nha. Ông anh Út này cách ăn nút cũng không tầm thường đâu á. Dạ, được không anh? Ăn rất là nhanh luôn đó. Dạ. Anh Ba anh ăn nhanh mà nút anh ăn cũng không phải tầm thường đó. Dạ, nhưng mà tại vì anh Ba hồi sáng giờ đã có ăn hết 6 tô cả nhà. Út thì chưa có ăn cái nào cả nhà ơi. Cố lên. Nhà em quay nó gung đây anh Sơn ơi. Không, anh Út ăn ok anh Út. Dạ. Còn hay quay cố lên anh Ba ơi. Cố lên anh Ba, cố lên anh Ba ơi. Cố lên Úc ơi. Ăn quá nhanh luôn. Nãy hai anh em ăn 2 tô là mới có 2 phút mấy à. Dạ. Ông có vô ủng hộ ra nhà mình đây. Động viên chú Tám nha, sao lên coi ơi. Dạ. Chú Tám dạ. Dạ. Rồi có chú Tám nha. Dạ anh Ba lẹ quá rồi. Cái là đúng không? Ở bên trong riêng cái xóm ốc Châu Hưng của mình đó cả nhà. Trong đây mọi người đều rất là thích cái kênh của anh Sơn luôn cả nhà ơi. Với anh Ma Móc, anh Huy rồi nè, anh Tung đầu. Và mấy anh em trong kênh của anh Sơn, anh em trong Châu Hưng này rất là yêu thích luôn cả nhà. Anh Huy này cả nhà. Hôm nay mình chứng kiến tận một sở thị nha cả nhà. Dạ. Bữa nào rồi để coi bài với anh Sơn nói dẫn coi sắp xếp để qua rủ anh em mình đi du lịch chuyến 2 ngày 3 ngày gì nha. Em mời mấy anh đi chơi với tụi em. Đi tắm biển rồi chơi. Dạ. Hãy khi nào anh Duy mà có chương trình nữa cho em hay trước khoảng tuần để em mai mấy đồ bộ đồ tắm cho anh Ba. Dạ. Ở anh Sơn cho em xin ấy của nhà tụi em cũng có chạy xe dịch vụ đó nha anh Sơn. À. Dạ. Anh Duy cũng có chạy xe dịch vụ luôn. Dạ. Số điện thoại trên mình để cho màn hình luôn. Dạ. Xe mấy chỗ anh Duy? Dạ, 4 chỗ với 7 chỗ anh Sơn ơi. 4 chỗ 7 chỗ à. Dạ. Quá hay luôn. Mai đồ tắm cho anh Ba để thôi anh Ba xuống biển cua kẹp.
cua kẹp mấy cái đồ chỗ dư dư đó. Để mình sẽ bàn với anh Sơn rồi mời cái tem mình với tem anh Sơn đi một chuyến du lịch nha cả nhà. Có em thể sẽ là du lịch biển Bến Tre hoặc có thể là biển duyên hải của quê mình luôn cả nhà ơi. Em sẽ đặt bộ bikini màu hồng cho anh Nam. Đi theo trang đi mẹ Nam Hải rồi đó, chỗ kênh của anh. Dạ. Kênh của đó là anh gì? Anh Cường. Anh Cường. Dạ. Anh Cường đại ngải hả? Dạ. Anh Cường đại ngải à. Cái heo quay với thịt heo là món yêu thích của anh Hoài nha cả nhà. Mà theo dõi anh Hoài là nó món yêu thích của anh luôn cả nhà. Ăn heo quay là quanh năm, một năm là tính quy ra con heo là anh ăn cỡ 15 con heo á. Thì em đoán sơ sơ á. Cỡ 15 con heo á. Làm anh nói là làm anh giật mình anh ơi. Cái bổ động ngày 3 kg một năm bao nhiêu ngày rồi đó. Từ 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 anh thôi. Cầm lên ăn cho nó khỏe anh thôi. Từ từ thôi. Anh nói tới 15 con rồi anh ba đi. Thấy chưa, Út thì vô hết được rồi đó anh Sơn ơi. Tốc độ thì có nhưng mà độ chứa thì chưa được nhiều á. Không nổi. Trong khi đó người ta đã chấp trước 6 tô rồi, ta chấp thêm 1 tô nữa. Trong khi chấp 7 tô à. 7 tô rồi. Quá trời. Quá hay luôn, công nhận mình ngồi coi ở ngoài này nó cảm thấy là nó rất là sướng luôn nha cả nhà. Phải nó là hồi hộp luôn ha. Đưa nước trời. Dạ. Nè anh. Hết nổi rồi thôi. Chăm sóc hai là bạn luôn. Dạ, công nhận coi ngoài đá thiệt. Thì giờ anh chăm sóc bên em đi, em chăm sóc bên phải. Rồi kia vậy đó. Bây giờ tốc độ của em biết nó vô không được nữa rồi đó. Không nổi phải không em? Xong rồi. Trời tới rồi, cũng như tới cái ngưỡng nó lâu vô. Anh Út ơi, anh ăn không nổi thì thôi anh Út. Dạ. Thôi hả, ngưng hả? Ngưng. Thôi ngưng anh ơi. Mình giao lưu tới đây thôi được anh ơi. Thôi tặng bạn chơi tôi em giơ tay lên nó tôi xin thua. Thua. Thôi ở trong là anh em mình giao lưu chủ đề là vui là chính ha. Anh Di với anh Út. Dạ anh chơi. Ba thì trong là anh ăn thì mình biết là cái số lượng anh ăn thì phải khỏe hơn gì rồi. Đúng, nhưng mà đúng là anh cũng mình không đổ thừa gì hết. Dạ. Hai anh em mình đây là đây anh Duy với lại Nút này tiếp đãi như thế này và quay những cái clip để lưu lại kỷ niệm như thế này là rất là vui. Thì trước tiên kênh ẩm thực đồng quê và kênh Hùng Quê 84 cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn suốt thời gian qua ủng hộ hai kênh của hai anh em mình. Hai anh em mình cũng không quên là kính chúc cô bác anh chị bạn sức khỏe và năng chào lại. Bye bye.